Sáng 6 tháng 1, đoàn công tác của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại đây, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn sử dụng điện của các đơn vị đang hoạt động ở nhà ga hành khách, kiểm tra việc quản lý sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, giám sát các khu vực nhà hàng có sử dụng ga đun nấu ở nhà ga quốc tế và ga quốc nội. Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là nơi tập trung đông người, chứa nhiều hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2023, người dân đổ về sân bay để về quê đón Tết nên dễ phát sinh các sự cố. Vì thế, công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở cảng nhằm phát hiện các sơ hở thiếu sót để kịp thời khắc phục, đồng thời hướng dẫn có cách xử lý kịp thời và hiệu quả nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ trong cao điểm Tết Nguyên đán 2023.